Những ân nhân cứu 40 người nhảy sông thoát khỏi casino ở Campuchia 4 ngày trôi qua, anh Mai Văn Hùng, 36 tuổi và Ngô Văn Sẹn, 38 tuổi vẫn nhớ rõ hình ảnh hỗn loạn ở sòng bài Golden Phoenix, Campuchia vào sáng ngày 18 tháng 8 khi hơn 40 người Việt bị giam cầm tra tấn tìm cách trốn thoát Khi đó, bên này sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang Anh Sẹn vừa cho cá nuôi ở bè ăn rồi sang bè anh hùng, người em chung xóm uống trà xem thời sự. Hơn 9 giờ, tiếng la hét truyền ra từ casino 7 tầng bên kia biên giới. Cả hai nhìn sang thấy hàng chục người bị bảo vệ cầm gậy đánh đập đã nhảy ùm xuống sông cách nơi họ ngồi khoảng 150 mét. Nhiều tiếng kêu cứu thất thanh. Vứt ly trà, hai chủ bè cá lao về phía xuồng máy dài hơn 5 mét neo sát bè. Hùng khởi động máy Honda 4,5 mã lực trong lòng thầm khấn vái xuồng đừng dở trứng như mọi khi. Chiếc xuồng máy vọt ra giữa sông. Lúc này, nhóm người đào thoát bị nước cuốn giữa dòng, ngòi ngóp. Anh sẹn với tay ưu tiên kéo những người không biết bơi. Khi xuồng chất đủ ba người, trong khi số nạn nhân dưới còn rất nhiều. Cả hai động viên họ không lên xuồng mà nắm chắc thành để xuồng kéo vào. Trên đường, thấy hai người không biết bơi, anh sẹn nằm rạp người xuống mũi xuồng, hai tay nắm chặt hai người hai bên, ra hiệu cho anh hùng chạy máy vào bờ. Chuyến đầu tiên chưa đến 5 phút, hai ngư dân cứu được 6 người. Xuồng vừa cập bè cá phía bờ Việt Nam, các nạn nhân được người dân kéo lên bờ. Sau đó chiếc xuồng máy màu xanh sọc trắng tranh thủ từng giây từng phút tiếp tục lao ra cứu những cánh tay đang chấp chới giữa dòng. Cùng thời điểm này, 3 đến 4 xuồng khác của người dân lao ra tiếp ứng, phân chia vị trí để cứu người đạt hiệu quả nhất. Lần lao ra thứ tư, anh Sẹn thấy trên sông còn hai người đều không biết bơi, sát bờ Campuchia quan sát thấy một người đã có xuồng cứu. Vẹn ra hiệu, chỉ hướng thanh niên mặc áo vàng cách đó vài mét để Hùng lái xuồng sang. Tới nơi, chủ bè cá chỉ kịp chớp lấy cổ áo trước khi người này sắp chìm hẳn. Lúc kéo lên, nạn nhân còn thở, xong mặt tím ngắt, mắt trợn ngược. Hôm đó, xuồng ông Tư Đức, 52 tuổi, nhà cách bè anh Hùng hơn trăm mét, cũng cứu được ba người. Ngay khi nghe tiếng cứu, ông Đức chạy sang chốt biên phòng, nhảy xuống xuồng, dùng hết sức bơi ra tới đám đông đang cầu cứu. Dòng nước chảy xiết, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, ông nhanh chóng tiếp cận nhóm người đang trôi. Ông Tư nói, không riêng gì tôi mà ai thấy đồng bào mình gặp nạn cũng sẽ cứu. Bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, nhà đối diện sòng bài, kể, đây không phải là lần đầu tiên có người đào thoát khỏi casino. Từ Tết đến nay, gần 30 người chạy thoát, bơi qua sông nhưng mỗi lần chỉ 2 đến 3 người. Nhiều nhất cách đây 2 tháng, nhóm 4 nam, một nữ bơi qua sông lúc 9 giờ tối, được người dân bơi xuồng qua đưa vào lên bờ họ ôm chặt nhau khóc vì đã sống sót, thấy thương lắm. Từ khi có những vụ đào thoát, bà Tuyền và người dân nơi đây có sẵn túi quần áo, một vài chai dầu nóng để kịp cho người gặp nạn. Với những người hết sạch tiền trong túi, người dân biên giới hùn nhau đôi ba chục nghìn giúp nạn nhân có lộ phí về nhà. Điều các cư dân vùng biển cảm thấy tiếc nuối nhất trong lần giúp đỡ 40 người vừa qua là không kịp cứu thanh niên 16 tuổi bị đuối nước số người được cứu sau đó được người dân cho ăn uống quần áo và chăm sóc sức khỏe chính quyền huyện an phú dự kiến khen thưởng những người dũng cảm cứu nhóm lao động thoát khỏi casino campuchia địa phương cũng ghi nhận công lao của một số bà con sống gần khu vực xảy ra vụ việc giúp đỡ về vật chất chăm sóc sức khỏe nạn nhân Theo thông tin từ vụ nuôi trồng thủy sản Tổng cục Thủy sản, trong 7 tháng đầu năm 2022, ngành hàng cá tra đã tăng trưởng rất mạnh. Cá tra giống có thời điểm duy trì ở mức cao kỷ lục trong hơn 2 năm qua do nguồn cung bị hạn chế, sức mua tăng, đạt khoảng từ 45-50.000 cho đến đồng 1 kg giống, loại 30 đến 35 con trên 1 kg. Giá cá tra thương phẩm có thời điểm tăng khoảng 10.000 đồng đến 13.000 đồng 1 kg so với 6 tháng cuối năm ngoái, dao động từ 28.000 đồng đến 30.000 đồng 1 kg. Kim ngạch xuất khẩu cá tra tính đến ngày 15 tháng 7 đạt 1,52 tỷ đô la Mỹ, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với giá cá nguyên liệu và xuất khẩu thuận lợi trong năm nay, các tổ chức cá nhân tham gia chuỗi sản xuất, ương dưỡng giống, nuôi thương phẩm, chế biến xuất khẩu đa số đều có lãi. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, ngành cá tra cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức như chất lượng con giống có biểu hiện suy giảm, liên kết chuỗi sản xuất lỏng lẻo, thiếu thông tin định hướng thị trường. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra yêu cầu đối với các địa phương là cần phải ứng dụng công nghệ mới vào công đoạn ương dưỡng cá tra nhằm nâng cao tỷ lệ sống, giảm sự phụ thuộc vào tài nguyên nước và điều kiện tự nhiên. Thưa quý vị, giá lợn hơi hôm nay tăng từ 1-3.000 đồng một kg tại một số địa phương ngành chăn nuôi lợn đang dần phục hồi nhưng giá thức ăn gia súc tăng vẫn đang là thách thức đặt ra với người chăn nuôi. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tăng 1.000 đồng một kg tại một vài nơi trong hôm nay. Thương lái tại hai tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang hiện đang cùng thu mua lợn hơi chung ở mức 69.000 đồng một kg sau khi tăng nhẹ một giá. Mức giá cao nhất trong khu vực tiếp tục được ghi nhận tại Hà Nội là 71.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại không chứng kiến thay đổi mới trong hôm nay. Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung Tây Nguyên không ghi nhận quá nhiều thay đổi. Giá giao động trong khoảng từ 62.000 đồng đến 67.000 đồng một kg. Riêng tỉnh Bình Thuận, giá giao dịch lên mức 64.000 đồng một kg, tăng 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Tương tự tại miền Nam, giá lợn hơi điều chỉnh tăng cao nhất 3.000 đồng một kg. Cụ thể, hai tỉnh thành gồm Vũng Tàu và Đồng Nai cùng nhích nhẹ một giá, lần lượt lên mức 63.000 đồng 1 kg và 65.000 đồng 1 kg. Sau khi tăng 3.000 đồng 1 kg, thương lái tại Tây Ninh cũng đang thu mua lợn hơi ở mức 65.000 đồng 1 kg. Mức giá thấp nhất trong khu vực ghi nhận tại Bình Phước 62.000 đồng 1 kg. Sau đây sẽ là tin tức giá cả một số các mặt hàng nông sản đáng chú ý. Giá hồ tiêu hôm nay đồng loạt giảm và giữ quanh mức là 69 72.000 đồng 1 kg. Thị trường cà phê trong nước dần hồi phục và giá cà phê hôm nay tăng nhẹ. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 70.000 đồng 1 kg, giảm 1.000 đồng 1 kg. Còn tại Gia Lai, giá tiêu xoay quanh ngưỡng 71.000 đồng 1 kg sau khi giảm một giá. Trong khi đó, tại hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước, giá tiêu lần lượt là 69.000 đồng 1 kg và 71.000 đồng 1 kg, giảm 500 đồng 1 kg so với ngày hôm qua. Riêng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá tiêu được thu mua trong khoảng 72.000 đồng 1 kg, hiện là mức cao nhất thị trường. Còn giá cà phê hôm nay, ngày 20 tháng 8 tại thị trường trong nước đang tăng nhẹ 200 đồng 1 kg so với hôm qua. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc của tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 48.000 đồng 1 kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất thị trường. Còn tại Đắk Lắk, cà phê giữ ở ngưỡng 48.400 đồng đến 48.500 đồng 1 kg. Như vậy, sau thời gian liên tiếp đi xuống, giá cà phê trong nước đã tăng trở lại, tiếp tục giữ ở mức cao trên ngưỡng 48.000 đồng 1 kg. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều địa phương tại Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất trong 60 năm qua. Để giảm bớt thiệt hại và hỗ trợ cho người dân trong sản xuất, một số các tỉnh thành đã phải làm mưa nhân tạo để hạ nhiệt. Trung Quốc hiện là nước có chương trình làm mưa nhân tạo lớn nhất thế giới. Với sự hỗ trợ của Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, Tỉnh An Huy, Hồ Bắc, thành phố Trùng Khánh đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để phục vụ công tác làm mưa nhân tạo, chống hạn và hỗ trợ người dân. Công nghệ này cũng đã được dùng để làm tuyết rơi, giảm mưa đá. Đợt nắng nóng gay gắt trên lưu vực sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc, đã kéo dài hơn 2 tháng, khiến mực nước sông xuống thấp nhất trong gần 160 năm, hơn 820.000 ha đất đai ở 8 tỉnh thành bị hạn nặng. Cùng với biện pháp làm mưa nhân tạo trong những tháng đầu năm nay, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã xả hơn 5 tỷ mét khối nước ở các hồ điều tiết số những vùng trung và hạ lưu sông Trường Giang để giảm hạn hán. Theo tính toán, lượng nước này đủ cung cấp cho 24 triệu dân Bắc Kinh trong một năm. Hiện các chính quyền địa phương tại Trung Quốc đang khẩn trương duy trì nguồn điện và tìm kiếm nguồn cung nước ngọt để tưới cho cây trồng trước vụ thu hoạch mùa thu do hạn hán. Thưa quý vị, Ủy ban Môi trường Lương thực và Nông thôn nước Anh đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về tình hình an ninh lương thực của quốc gia. Chương trình nhằm đối phó với giá lương thực tăng cao cùng những áp lực mà các nhà sản xuất lương thực phải đối mặt. Cuộc điều tra sẽ xem xét các tác động liên tục của đại dịch COVID-19 và xung đột ở Ukraine, đồng thời tìm hiểu triển vọng lạm phát giá lương thực. Ủy ban cũng sẽ điều tra xem áp lực lên chuỗi cung ứng ảnh hưởng thế nào đến việc tiêu dùng, đến việc người tiêu dùng tiếp cận thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Trong tháng 7 vừa qua, giá thực phẩm tại Anh đã tăng 12,7%, mức tăng cao nhất của nhóm hàng hóa này trong hơn 20 năm, trong khi tỷ lệ lạm phát cơ bản cũng vượt 6,2%. Cơ quan người tiêu dùng Anh dự đoán lạm phát giá thực phẩm ở Anh sẽ đạt 15% trong những tháng tới đây. Các nhà nghiên cứu tại Đức đang xây dựng hệ thống nông nghiệp kết hợp hai trong một còn gọi là nông nghiệp quang điện, vừa có thể trồng cây hữu cơ lại vừa có thể sản xuất năng lượng xanh. Vâng, mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng chương trình được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động sản xuất nông nghiệp bền vững, vừa sản xuất năng lượng sạch, vừa bảo vệ môi trường. Những trái táo này sinh trưởng tốt nhờ vào sự hỗ trợ của các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt ngay phía trên, tạo thành một không gian chảy dài tương tự như các nhà kính truyền thống. Trang trại này là một phần của một dự án thử nghiệm đánh giá về hiệu quả và tiềm năng của các tấm pin mặt trời trong việc bảo vệ cây trồng khỏi các yếu tố thất thường của thời tiết như mưa lớn, mưa đá hay nắng nóng gay gắt. Hệ thống nông nghiệp quang điện bao gồm hai loại mô đun khác nhau, mỗi mô đun sẽ truyền đi 50% lượng ánh sáng chiếu xuống bề mặt. Do vậy, tổng công suất của cả hệ thống có thể lên tới khoảng 250 kW. Nguồn năng lượng này sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc quản lý cây trồng hoặc để sử dụng cho các máy cày chạy bằng điện. Trong hệ thống nông nghiệp quang điện, trang trại sẽ được thiết kế cho phép ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua các nhà kính giúp cây trồng hấp thụ tối đa. Như vậy, táo chín đều và tăng trưởng tốt. Đây chính là mũi tên chúng hai đích. Chúng tôi vừa có thể sản xuất trái cây chất lượng cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lại vừa có thể tạo ra năng lượng điện bền vững. Các chuyên gia nhận định hệ thống nông nghiệp quang điện nếu được phát triển và ứng dụng rộng rãi sẽ không chỉ hỗ trợ nước Đức ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực, mà còn giúp nước này tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trong nhiều năm thậm chí là nhiều thập kỷ